Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ Công an giành quyền kiểm soát biên giới với Bộ Quốc phòng. Tướng Công an quân đội tranh luận việc chủ trì an ninh ở cửa khẩu biên giới. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị giao cho Bộ Công an chủ trì công tác an ninh trật tự khu vực biên giới vì nhiều lý do do thứ trưởng Quốc phòng không đồng tình. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở Việt Nam không giống ai. Cho ý kiến về dự thảo Luật Biên phòng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10 tháng 8 năm 2020, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị làm rõ cơ quan chủ trì bảo đảm an ninh trật tự xã hội khu vực biên giới thay vì giao cho Bộ đội Biên phòng như dự thảo. Thứ trưởng Bộ Công an đề xuất dự thảo luật quy định theo hướng Bộ Công an chủ trì phối hợp với bộ quốc phòng, trong đó có bộ đội biên phòng, các cơ quan ngang bộ chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng biên giới. Ông Nam cho rằng theo quy định tại hiến pháp và quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm phải do bộ công an chủ trì bên cạnh đó theo ông nam bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới không chỉ quản lý đường biên giới cột mốc mà các chính là bảo vệ nội bộ bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh thông tin đấu tranh chống gián điệp phản động quản lý xuất nhập cảnh phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế ma túy môi trường tội phạm xuyên biên giới quốc gia các nhiệm vụ này được quy định rõ trong hệ thống pháp luật về an ninh trật tự hiện hành. Trong đó có quy định rõ ràng Bộ Công an có trách nhiệm giúp chính phủ thống nhất quản lý trên lĩnh vực này. Ông Nam đều quan điểm. Ông Nam cũng cho rằng quản lý nhà nước trong vấn đề an ninh trật tự cũng không giống ai khi cả cơ quan công an và quân đội cùng quản lý nên nhiều việc về an ninh quốc gia có sự chia cắt dẫn đến khó xử trong những vụ việc cụ thể. Dẫn ví dụ về quản lý xuất nhập cảnh vừa qua có chuyện quản lý người nước ngoài liên quan đến đại dịch virus Vũ Hán. Ông Nam cho rằng hiện nay bộ đội biên phòng quản lý xuất nhập cảnh biên giới và trên biển còn công an quản lý 5 cửa khẩu và hàng không. Hệ thống quản lý mặc dù có liên quan nhưng không tránh khỏi những sơ hở ông Nam nêu và cho rằng nếu không khắc phục được trồng chéo hiện nay thì việc bảo đảm an ninh khu vực biên giới sẽ còn rất nhiều sơ hở. Từ đó ông Nam đề nghị cần hết sức cân nhắc để vẫn bảo đảm nhiệm vụ biên phòng nhưng cái chính là chúng ta bảo đảm được hệ thống nhất quản lý về an ninh trật tự toàn bộ hệ thống của đất nước. Về trách nhiệm của các đồng chí quyết định là biên phòng chủ trì hay bên công an chủ trì cũng được nhưng tôi e rằng nếu chúng ta quyết định chưa đủ cơ sở thuyết phục thì sau này thành luật cứng rồi thì khó lắm. Ông Nam nói và đề nghị nếu không giao cho công an chủ trì thì có thể để tạm như hiện nay rồi căn cứ thực tiễn để quy định cho phù hợp. Trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ Công an. Giải trình tại phiên họp Trung tướng Hoàng Xuân Chiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng các luật hiện hành như luật biên giới quốc gia năm 2003, luật an ninh quốc gia 2004 và luật quốc phòng 2018 đều do Bộ Quốc phòng chủ trì đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, cửa khẩu. Cũng xin nói thêm là nếu như chúng đúng ra tất cả các nghị quyết theo quy định của Đảng từ nghị quyết 11 pháp lệnh bộ đội biên phòng, năm cửa khẩu hàng không cũng thuộc bộ đội biên phòng chứ không phải là của công an. Ông Chiến nhấn mạnh. Theo ông Chiến, vấn đề giao bộ biên phòng, bộ đội biên phòng hay công an chủ trì đã được xin ý kiến của thành viên chính phủ. Kết quả là 22 trên 26 thành viên chính phủ đồng ý bộ đội biên phòng chủ trì. Hai thành viên chính phủ không gửi ý kiến, hai thành viên không đồng ý, trong đó có bộ công an. Như vậy, chính phủ thống nhất rất cao chứ không phải là tự ban soạn thảo và Ủy ban Quốc phòng An ninh hay tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghĩ ra, ông Chiến nói. Ông Chiến cũng cho rằng nhiều ví dụ mà ông Nam dẫn ra thì trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ Công an và của hệ thống chính trị từ khâu cấp giấy tờ, chứ kiểm soát ở cửa khẩu thì không sơ hở gì. Bên cạnh đó, theo ông Chiến thì hiện nay phối hợp dự, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Công an vẫn rất hiệu quả, do đó nhà nước nên tiếp tục cơ chế phối hợp này phải ngồi lại với nhau để chỉnh lý cho phù hợp. Cho ý kiến sau đó, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt cũng cho rằng cứ mỗi lần làm luật liên quan đến biên phòng và công an là có ý kiến qua lại với nhau. Lần này, cơ quan soạn thảo trình cái này rất quan trọng. Chính phủ rất thận trọng để bên này chúng tôi nghe ngóng rất thận trọng. Ông Việt nói và cho biết lần này bàn tính câu từ rất chặt chẽ để được cả biên phòng và công an. Theo ông Việt, luật lần này cũng xử lý theo cơ chế lực lượng nào phát hiện trước thì lực lượng ấy xử lý theo quy định của pháp luật. Ví dụ như xử lý vụ án tổng thể thì phải là Bộ Công an, còn điều tra ban đầu thì cảnh sát biển, biên phòng, hải quan và một số lực lượng khác thẩm quyền xử lý ban đầu xong rồi phải chuyển cho cơ quan điều tra xử lý. Ông Việt dẫn chứng. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu quan điểm của mình về nguyên tắc ở khu vực cửa khẩu biên giới bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm là chính. Tuy nhiên, đi sau vào từng nhiệm vụ cụ thể thì lực lượng nào chủ trì thì bên đề nghị phải ngồi lại với nhau để chỉnh lý cho phù hợp. Ví dụ phòng chống dịch xảy ra ở khu vực biên giới cửa khẩu thì Bộ Y tế chủ trì chính, còn các lực lượng khác phối hợp Chỗ này phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước và từng bộ ngành để phân định cho hợp lý hơn. Ông Lưu nêu quan điểm. Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 10 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tràn lan và dịch bệnh bùng phát không thể truy được nguồn gốc tại Đà Nẵng, Bộ Công an vừa phối hợp với Bộ Quốc phòng để giành quyền kiểm soát biên giới. Bộ Công an hay Bộ Đội sẽ chịu trách nhiệm chủ trì bảo vệ an ninh biên giới là vấn đề được đem ra bàn cãi hồi tháng 6 năm 2020. Theo dự thảo luật biên phòng Việt Nam quy định Bộ Đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Khu vực biên giới Bộ Đội Biên phòng cũng chủ trì thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Theo dự thảo luật, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các ngành hữu quan chính quyền địa phương nơi có biên giới để duy trì an ninh trật tự và an toàn xã hội. Không đồng ý với đề xuất này, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị giao cho Bộ Công an chủ trì bảo đảm an ninh trật tự xã hội khu vực biên giới thay vì giao cho Bộ đội biên phòng như dự thảo. Ông Nam hiện nay là vấn đề quản lý an ninh trật tự Việt Nam cũng không giống ai. Khi cả cơ quan công an và quân đội cùng quản lý nên nhiều việc về an ninh quốc gia có sự chia cắt dẫn đến khó xử trong những vụ việc cụ thể. Bộ đội biên phòng quản lý xuất nhập cảnh biên giới và trên biển, còn công an thì quản lý năm cửa khẩu và hàng không. Đây là cơ sở để trong Nam đổ lỗi cho quân đội về việc quản lý được không quản lý được tình trạng nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, phía quân đội đã đáp trả yêu cầu quy trách nhiệm cho Bộ Công an. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ Công an và của hệ thống chính trị từ khâu cấp giấy tờ chứ kiểm soát ở cửa khẩu thì không sở hở gì. Dự thảo luật biên phòng Việt Nam dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong thời gian tới đây và tại sao Việt Nam và Trung Quốc có tại sao người Trung Quốc lại có mặt tràn lan ở Việt Nam một cách dễ dàng và gây ra đại dịch virus lần thứ hai chưa rõ nguyên nhân này câu trả lời vì các băng đảng phe nhóm bên trong Bộ Công an và Quốc phòng đang bận đánh nhau để tranh giành ảnh hưởng ở vùng biên Thưa quý vị và các bạn, ngày xưa hình ảnh ở vùng biên giới xa xăm lòng người Việt Nam là một hình ảnh lãng mạn, chiều mưa biên giới anh đi về đâu sao còn đứng ngóng nơi giang đầu. Ngày nay khu vực biên giới cửa khẩu không còn là đường rừng chiều cô đơn trước bóng mà thay vào đó là những lãnh địa tiền vào như nước sông Đà mà Côn An đang tìm cách để tranh phần của quân đội trong thời gian vừa qua, việc phát hiện lượng lớn người tàu nhập lậu vào Việt Nam qua biên giới Việt Trung cùng với sự gia tăng đột biến của đại dịch virus Vũ Hán là hai sự kiện nổi bật. Nối kết hai hiện tượng này thành thảm họa đó là cơ hội để cho bộ công an tính chuyện với bộ quốc phòng về việc phân chia cổ phần vùng biên giới. Do đó, chiều ngày 10 tháng 8 năm 2020 các quan đã lôi nhau ra tại diễn đàn quốc hội để tính chuyện phải quấy với nhau qua cái gọi là dự thảo luật biên phòng Việt Nam. Theo Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết đã có một số bổ sung trong dự thảo khi phát hiện hành vi vi phạm luật pháp trên cùng một địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng, cơ quan, tổ chức, lực lượng nào phát hiện trước thì xử lý theo quy định của pháp luật chỉ điều này thôi là đã cho thấy vùng biên giới đang có loạn sứ quân và những sứ quân này đang tranh giành nhau việc xử lý theo kiểu đứa nào thấy trước thì đứa đó ăn. Trong khi đó thì vai trò của Côn An được quy định là chỉ có nhiệm vụ phối hợp trong việc bảo vệ an ninh trật tự, xử lý vi phạm pháp luật ở vùng biên. Tức là Côn An chỉ ngồi chờ cho đến khi lực lượng biên phòng bắt người thì mới được ngồi vào bàn tiệc. Dĩ nhiên chuyện đó khó xảy ra vì đám biên phòng chỉ bắt vài mạng nếu có áp lực xã hội hệ chính trị đa số tội phạm đã được bắt tay thương thảo chia chác trước đó và chẳng bao giờ bị bắt cách khâu bắt tay thương thảo chia chác và chẳng bao giờ bị bắt mới là khâu làm ra tiền hái ra bạc khạc ra tiền vì vậy mà thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an mới kêu nài ủy ban thường vụ quốc hội nếu phối hợp ai phát hiện trước thì người đó sẽ xử lý trách nhiệm quản lý nhà nước là một điều rất khó đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cân nhắc để sau này vẫn đảm bảo được nhiệm vụ biên phòng nhưng cũng thống nhất được bảo vệ an ninh trật tự trong toàn bộ cõi việt nam đảm bảo trách nhiệm vùng biên giới chính là điều quan trọng mà Côn An muốn thay vì phần làm ra tiền đó nằm chọn trong tay các quan tham của bộ đội biên phòng. Còn về phía bộ đội biên phòng hiện nay thì quyền hạn như được quy định theo luật pháp thì hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở khu vực biên giới qua lại biên giới trong các trường hợp đe dọa đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Địch xâm nhập gây bạo loạn, truy bắt tội phạm nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, ngăn chặn đại dịch, lan truyền qua biên giới hoặc theo đề nghị của nước có chung đường biên giới. Thế là ngoài Côn An lại có thêm một quan nữa thấy quyền lợi bị đụng chạm nên nhảy vào lên tiếng, đó là Bộ Công Thương. Đại diện Bộ Công Thương thì bày tỏ băn khoăn về quy định trên, nhất là việc giao quyền hạn và hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động ở khu vực biên giới, trong đó có khu vực của xuất nhập khẩu cho đồn trưởng đồn biên phòng, trong khi hiện tại do cấp có thẩm quyền cao hơn quyết định. Chính xác để cho tên đồn trưởng làm chủ hụi thì không thể được, phải là các quan to ngồi trên và ngồi trong bộ công thường. Trước những kỳ phùng địch thủ đang lâm le danh ăn, quan tham trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tuyên bố ngắn gọn hơn 61 năm qua, những việc bộ đội biên phòng đã và đang làm chứng minh là đúng và hiệu quả. Và đến nay chưa phát hiện cái gì trồng chéo hoặc trái quy định của pháp luật. Những vấn đề uy hiếp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội thì tất cả phải vì mục đích quốc gia dân tộc, chứ không phải vì bộ ngành địa phương. Thực tế thì trong tình hình đại dịch virus Vũ Hán thiên tai địch họa thì đồn trưởng, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng có quyền nhất và trong lực lượng chức năng của các nước láng giềng và các lực lượng chuyên ngành ở cửa khẩu tạm thời dừng hoạt động qua lại biên giới để ngăn chặn. Cửa khẩu là cửa miệng, đó là trốn ăn để làm ra những đám hạm quan này sẽ ăn thua đủ trong cuộc chiến tranh giành cửa khẩu giữa công an và bộ đội biên phòng như thế nào. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.